người ta định nghĩa định thức của một ma trận vuông như sau. Trước hết là họ định nghĩa khi mà ma trận đó là ma trận vuông cấp 1. Thì người ta nói rằng là nếu ma trận A là một cái ma trận vuông cấp 1 thì định thức của nó chính bằng phần tử của nó. Còn từ n bằng 2 trở đi đó thì người ta xây dựng cái khái niệm định thức bằng phép quy nạp. Có nghĩa là để tính định thức của một cái ma trận vuông cấp n thì người ta tính nó thông qua các cái định thức cấp n-1. Ví dụ trên bảng là một cái định thức của một cái ma trận vuông cấp n. Thế tuần trước ta biết rằng định thức này được khai triển như sau. Người ta sẽ khai triển theo cột thứ nhất của định thức. Phần tử a11 thì được nhân với trừ 1 mũ 1 cộng 1 d11. Các em để ý là hai cái chỉ số của phần tử này là 1 với 1, thì số mũ của trừ 1 là 1 cộng 1 và d là 1 là d11. Thế d11 là gì? Thì d11 là cái định thức được suy ra từ cái định thức ban đầu này bằng cách bỏ đi dòng 1 và cột 1. Có phải là khi bỏ đi dòng 1 cột 1 thì định thức còn lại là định thức cấp n-1 không nè? Như vậy rõ ràng người ta tính định thức cấp n dựa vào định thức cấp n-1. Định thức này bằng số hạng thứ nhất cộng với a21 là phần tử thứ hai của cái cột thứ nhất này. A21 thì mình nhân với trừ 1 mũ 2 cộng 1. Đây 21 thì đây là cũng 21, d21. Và cũng như vậy d21 là gì? Thì d21 là cái định thức được suy ra từ định thức này bằng cách bỏ dòng thứ hai và cột thứ nhất. Tương tự ta có cộng với a31 thì trừ 1 sẽ mũ 3 cộng 1 d31. Và d31 là định thức bỏ đi dòng 3 cột 1. Chứ ta cứ làm tiếp tục như thế này cho đến cuối cùng là mình sẽ cộng với an n1 thì trừ 1 mũ n cộng 1 dn1. Và cũng vậy, dn1 là định thức có được từ định thức ban đầu bằng cách bỏ dòng n và cột thứ nhất. Như vậy các anh thấy rằng là muốn tính một định thức cấp n thì chúng ta phải khai triển nó theo cột 1 thành tổng n số hạng, mà mỗi số hạng như vậy đó thì nó có chứa một cái định thức cấp n trừ 1. Ví dụ như em muốn tính một định thức cấp 5 thì em khai triển theo cột 1 nó thành tổng 5 số hạng, mà mỗi số hạng nó có chứa một cái định thức cấp 4. Vậy bây giờ muốn tiếp tục định thức cấp 4 thì em phải khai triển nó thành 4 số hạng, mỗi số hạng nó có chứa một cái định thức cấp 3. Mà cứ làm như vậy thì rõ ràng nó rất là dài. Vậy vấn đề đặt ra là làm thế nào, có cách nào để mà tính định thức nhanh hơn không ngoài cái định nghĩa? Thì trong toán học cái chuyện này nó cũng rất là bình thường. Ví dụ như khi người ta xây dựng một cái khái niệm mới thì thường thường sau khi xây dựng khái niệm mới rồi, một cái kiến thức mới rồi, thì người ta dựa vào đó người ta mới tìm ra những cái định lý, những mệnh đề, những tính chất có liên quan đến khái niệm đó. Và thường thì áp dụng những cái tính chất, những cái mệnh đề, những cái định lý để làm toán thì nó nhanh hơn là định nghĩa. Thì trong định thức nó cũng như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu các cái tính chất của định thức để xem thử là việc áp dụng tính chất của định thức nó làm cho công việc tính định thức của mình nó có dễ dàng hơn hay không. Xin mời các em bắt đầu theo dõi nào. Các tính chất của định thức. Tính chất thứ nhất, định thức bằng không nếu thỏa một trong các điều sau đây. Nó có một dòng bằng không hoặc một cột bằng không. Nó có hai dòng hoặc hai cột bằng nhau. Khi nó có hai dòng bằng nhau hoặc hai cột bằng nhau thì định thức đó bằng không. Hoặc là nó có hai dòng tỷ lệ với nhau hoặc hai cột tỷ lệ với nhau thì định thức cũng bằng không. Để các em có thể theo dõi được thì cho một ví dụ này. Ví dụ như là các định thức sau đây mình nhìn vô là mình biết ngay nó bằng không này. Trên bảng cho ba định thức. Không cần tính toán gì cả. Ta cũng thấy ngay được cái tính chất là, dựa tính chất cũng thấy ngay được là ba định thức này bằng không. Tại sao này? Các em để ý ha. Định thức thứ nhất có gì đặc biệt? Nó có cái cột thứ ba bằng không. Mà theo tính chất vừa rồi là nếu định thức có một cột bằng không thì kết luận định thức bằng không. Định thức thứ hai tại sao bằng không?
Thì định thức thứ hai này nè, có gì đặc biệt không? À, em để ý nè. À, dòng thứ nhất của nó và dòng thứ ba của nó giống nhau. Thì một cái định thức mà có hai dòng bằng nhau như vậy, kết luận định thức bằng không. Định thức thứ ba. Đó, trên bảng. Ta thấy là cái cột thứ hai và cột thứ ba này, hai cột này tỷ lệ với nhau. Cột thứ hai bằng hai lần cột thứ nhất. Tính chất vừa rồi nói rằng là nếu như trong một định thức mà có hai cột nào đó tỷ lệ với nhau thì định thức bằng không. À, như vậy các em thấy rằng là nhờ cái tính chất này nè, thì khi tính một định thức mà nếu nó rất đặc biệt thì đôi khi mình cũng chẳng cần phải khai triển, cũng chẳng tính toán gì cả, nhìn vào biết ngay định thức bằng không. Ta xem thử. À, tính chất thứ hai. Tính chất thứ hai nói rằng là định thức không thay đổi khi khai triển theo bất kỳ dòng nào hoặc bất kỳ cột nào của định thức. Thế vừa rồi trong định nghĩa đó thì người ta ép mình là khi mà tính định thức thì mình phải khai triển theo cái cột thứ nhất. Có đúng vậy không? Thì tính chất thứ hai này nói rằng là định thức nó sẽ không thay đổi nếu mình khai triển theo dòng nào cũng được, cột nào cũng được. Mà nếu khai triển dòng nào cũng được, cột nào cũng được thì mình sẽ chọn cái dòng, cái cột nào đó có gì đặc biệt để mình khai triển cho nó mau. Thế trong định nghĩa đó là có nói cách khai triển định thức theo cột. Thế bây giờ ta thử khai triển theo dòng. Ví dụ như là mình chọn một cái dòng nào đó, à ví dụ chọn dòng thứ hai. Thì chọn dòng thứ hai khai triển như thế nào này? Giống như định nghĩa nè, ta bắt đầu từ A21, định thức nó sẽ bằng A21. Thì A21 sẽ là mũ trừ 1 mũ 2 cộng 1. À, em để ý là cái chỉ số 21 thì mũ 2 cộng 1, D21. Và D21 là cái định thức được suy ra từ định thức này bằng cách bỏ đi dòng thứ hai và cột thứ nhất. Cộng với tiếp tục là A22, phần tử thứ hai thì mình sẽ nhân gì nè? Trừ 1 mũ 2 cộng 2, đây chỉ số là 22 nè, mũ 2 cộng 2 D22. D22 là định thức được suy ra từ định thức ban đầu này bằng cách bỏ dòng dòng 2 và cột thứ hai ở trên bảng đây. Đến A23 thì đương nhiên là trừ 1 mũ 2 cộng 3 và D23. Và cũng vậy D23 sẽ là định thức được suy ra từ định thức này bằng cách bỏ dòng 2 và cột thứ ba. Dòng thứ hai, cột thứ ba. À, chúng ta sẽ làm tiếp tục như thế này. Cho đến cái cuối cùng là A2N thì trừ 1 mũ 2 cộng N D2N. Và cũng vậy D2N là cái định thức có được bằng cách bỏ dòng thứ hai và cột thứ N. Đây là một cái cách khai triển định thức tổng quát. Bây giờ chúng ta thử tính một cái định thức cụ thể. Ví dụ nè, tính định thức sau đây bằng cách khai triển theo một dòng và một cột mà ta tùy ý chọn. Người ta yêu cầu mình tính cái định thức này bằng cách là khai triển theo một dòng nào đó hoặc một cột nào đó để mình so sánh lại thử coi là hai cách khai triển đó có cho cùng kết quả như là tính chất hay không. Bây giờ nếu mà khai triển theo dòng thì ta nên khai triển theo dòng nào? Thì các em thấy là nếu như mình chọn cái dòng nào mà có nhiều phần tử là số 0 thì lúc đó mình sẽ có nhiều số hạng bằng 0, thì việc tính toán nó đơn giản hơn. Do vậy ở đây tôi sẽ chọn cách khai triển theo dòng thứ hai. Và khai triển dòng thứ hai thì vừa rồi mình mới học cách khai triển theo dòng đó, thì định thức nó sẽ bằng như thế này. Ta sẽ khai triển định thức này thành ra tổng của 4 số hạng. À, mỗi số hạng sẽ chứa một cái định thức cấp 3. Ở đây A21 là 0 nè. A22 là số trừ 1. A23 là số 0 này đây. Và A24 là số 0. Rồi. Em để ý 21 thì mũ 2 cộng 1, D21. Đúng chưa? À, D21 tức là bỏ đi dòng 2 cộng 1 đấy. Thế thì bây giờ nè, tính cụ thể, ta thấy vì cái A21 này nó bằng 0 cho nên cái phần số hạng đầu tiên nó bằng 0. Mình có A23 là 0. Như vậy thì cái số hạng này bằng 0, coi như là mất đi ha. Rồi có cái gì nữa? Có phải là ta có A24 cũng bằng 0 không? Như vậy là cái số hạng này cũng bằng 0. À, trong một cái
tích số mà nếu có một cái số là số 0 thì tích đó bằng 0. Như vậy thì định tích này bây giờ nó chỉ còn là A22 nhân trừ 1 mũ 2 cộng 2 D22 mà thôi. Đó, các em thấy là nhờ mình chọn cái dòng này nó có nhiều số hạng là số 0, cho nên bây giờ cái định tích này nó còn rất là gọn gàng như vậy đây. Ta chỉ còn tính một cái số hạng này mà thôi. Cụ thể là này, A22 là bao nhiêu? Là trừ 1. Trừ 1. Chỗ này là trừ 1 mũ 2 cộng 2. À, tức là trừ 1 lũy thừa 4. Tức là 1. Tức là 1 đây. Còn D22 là gì? Thì hồi nãy có nói rồi. D22 tức là định thức suy ra từ định thức này bằng cách bỏ đi dòng thứ hai và cột thứ hai. À, ta bỏ dòng thứ hai và cột thứ hai đi. Dòng 2, cột 2. Như vậy thì nó sẽ ra cái gì nào? À đây. 921. 042. 341. Vậy thì bây giờ tính định thức cấp 4 này thì chỉ còn việc là đi tính cái định thức cấp 3 này à, rồi nhân với hai cái thừa số phía trước. Và tuần trước ta cũng biết cái cách tính một cái định thức cấp 3 rồi. Để tính nó thì ta dùng quy tắc Sajus. Ta viết lại định thức nè. Rồi ta bổ sung hai cái cột. Thứ nhất cột thứ hai ra phía sau. Rồi, như vậy thì tính nó bằng nè. -1 nhân 1 à, là -1 này. Nhân với cái định thức này thì định thức này được tính như sau. À, ta sẽ nhân xuống như vậy, em nhớ không? Nhân xuống như vậy thì để nguyên dấu và nhân ngược lên thì ta đổi dấu. 9 nhân 4 nhân 1 để nguyên dấu ta được là 36. Rồi đến 2 nhân 2 nhân 3 là bao nhiêu nè? 4 nè, nhân 3 là 12. Để nguyên dấu tức là cộng 12. Tiếp tục. 1 nhân 0 nhân 4 là 0, tức là cộng với 0. Bây giờ đến ngược lên này. Nhân ngược lên ta được là 3 nhân 4 nhân 1 tức là 12, đổi dấu thành -12. Rồi đến 4 nhân 2 nhân 9 nè. Bao nhiêu? 72 phải không? Đổi dấu thành -72 nè. Nhân ngược lên ta được là 1 nhân 0 nhân 2 tức là 0. À, đổi dấu là -0. Đến đây chỉ được tính toán thôi. Kết quả là bao nhiêu? Em thấy 12 trừ 12 mất nè. Chỗ này có 36, chỗ này có trừ 72. Như vậy là trong ngoặc là trừ 36 nhân với trừ 1 phía trước. À, chỗ này là 36. Như vậy là bằng cách khai triển theo dòng thứ hai ta được kết quả định thức này bằng 36. Rồi, bây giờ ta thử khai triển định thức này theo một cái cột nào đó. Thế theo ý các em là mình nên chọn cột nào? À, rõ ràng là mình nên chọn cột thứ nhất, nó có nhiều số 0 hơn các cột khác, phải không? Rồi. Cột này, chọn cột thứ nhất. Ý, theo định nghĩa đó thì mình khai triển nó thành ra tổng của 4 số hạng. Này, A11 này, A21 này, A31 này, A41 đấy. Rồi. Thế trong 4 số hạng này ta thấy nè, A11 là 9 nè. A21 là 0. A31 là 0. A41 là 3. Vậy thì do A21 này nó bằng 0, cho nên là cái số hạng này nó bằng 0. Mất đi nè. A31 bằng 0 thì 0 nhân với gì cũng bằng 0. Như vậy là cái số hạng thứ ba này nè cũng mất đi. Đúng chưa? Như vậy là cái định thức này nó chỉ còn là tổng của hai số hạng này mà thôi. Cụ thể A11 là bao nhiêu? À, A11 là 9. Rồi. -1 mũ 2 tức là 1. -1 mũ 2, đây 1. Còn D11 thì D11 là định thức được suy ra từ định thức này bằng cách bỏ đi dòng 1 cột 1. Ta bỏ dòng 1 cột 1. Vậy thì D11 là định thức này đây. Chúng ta lại xem nha, -100 đây, 542 à, 141. Rồi. Cộng với A41 bao nhiêu? À, số 3. Ừ, số 3 này. -1 mũ như nè, mũ 5 là -1. Nhưng với D41 là định thức được suy ra từ đây bằng cách bỏ đi dòng 4 và cột 1. Bỏ dòng 4 cột 1. Rồi, ta được định thức cấp 3 này. Thế bây giờ hai cái định thức này nè, à, ta để ý kỹ một tí xíu. Ta thấy là định thức thứ hai này nè, nó đặc biệt đó, nó có cái đặc biệt đó. Em có để ý thấy là cái cột thứ hai và cột thứ ba nó tỷ lệ với nhau không?
cái cột thứ hai này nó gấp đôi cái cột thứ ba, đúng chưa? Mà nếu như vậy thì theo tính chất vừa rồi mới học, tính chất số 1 nói rằng là nếu một cái định thức mà có hai cái cột tỷ lệ với nhau thì định thức này nó bằng không. Mặc cái này ta chỉ còn tính một định thức cấp 3 mà thôi. À, như vậy là cũng tương đối gọn ha. Rồi ta tính thử cái định thức này. Đó, vừa rồi ta tính được D bằng này. Bây giờ lại dùng quy tắc Cyrus để tính cái định thức cấp 3 này. Viết lại định thức, bổ sung cột 1, cột 2 ra phía sau. Vậy ta có nè, D bằng nè 9 nhân với cái định thức này. Thì cũng như hồi nãy, ta cứ nhân nó xuống, nó được bao nhiêu ta để nguyên, trừ 1 nhân 4 nhân 1, chỗ này là trừ 4. Tiếp tục nhân xuống, 0 nhân 2 nhân 1 bao nhiêu? 0. Đến 0 nhân 5 nhân 4 số 0. Bây giờ đến ngược lên này, ngược lên thì phải đổi dấu nha. À, nhân ngược lên, 1 nhân 4 nhân 0 là 0, thành trừ 0. À, rồi đến gì nữa? 4 nhân 2 nhân trừ 1 bao nhiêu? Trừ 8. Đổi dấu cộng 8, đúng chưa? Rồi đến 1 nhân 5 nhân 0 là 0, đổi dấu trừ 0. Kết quả ta có này, 8 trừ 4 là 4, nhân 9 lần trước bằng 36. Đó, em thấy là dù mình khai triển theo cái cột thứ nhất hay là mình khai triển theo cái dòng thứ hai, kết quả đều như nhau. Và chính chất nói rằng là không nhất thiết là cũng phải khai triển theo cột 1, dòng 2 gì cả, muốn khai triển theo cột nào, dòng nào cũng được. Và như vậy các em nhớ rằng là nếu khai triển cái định thức cấp cao á, cấp lớn hơn 3 đó, thì thường thường người ta khai triển theo cái dòng cái cột nào á, mà nó có chứa nhiều cái phần tử bằng không thì việc khai triển nó sẽ đơn giản hơn. Tính chất thứ ba, tính chất thứ ba nói rằng là định thức đổi dấu khi mình đổi chỗ hai dòng hoặc đổi chỗ hai cột của nó, có nghĩa là thế này nè. À, ví dụ như em đổi chỗ cái dòng thứ nhất với dòng thứ hai cho nhau, vậy là định thức nó đổi dấu đó. Hoặc là em đổi chỗ cái cột thứ nhất với cột thứ tư cho nhau, đổi như vậy định thức nó sẽ đổi dấu. Lấy ví dụ thế này, chứng minh rằng hai định thức sau đây nó bằng nhau nè, định thức A này, định thức B. Bây giờ tại sao hai cái đứa này bằng nhau? Hay trước hết là hiển nhiên là mình có thể làm thế này, mình khai triển tính toán theo cái kiểu mà khai triển theo dòng theo cột như vừa rồi mình mới học đó. Ví dụ như là em chọn khai triển định thức A này theo dòng thứ hai nó có số 0 nè, tính ra bao nhiêu, ví dụ vậy. Rồi định thức B này rồi em cũng tính toán khai triển nó ra, thì em thấy là sau khi khai triển rồi thì hai đứa này nó bằng nhau, kết quả bằng nhau, thì em kết luận là định thức A bằng định thức B cũng được, cũng được. Tuy nhiên là việc tính định thức cấp 4 như vậy thì rõ ràng là nó cũng hơi lâu. Thế họ cho như vậy thì mình thử xem rằng là hai cái định thức này có cái gì đặc biệt không, nó có liên quan gì với nhau không. Thế em thấy nè, ví dụ như mình lôi cái dòng thứ tư của hai đứa này ra, thì đây là 9361 này, 3961, hình như nó có sự tráo thứ tự giữa hai cái phần tử này. Chỗ này là 2420 mà chỗ này thì là 4220, thì 20 thì nó giống nhau rồi, nhưng mà chỗ này 42, chỗ này là 24. Rồi trên này thì sao? Thì cái chỗ này là 1053, chỗ này 0153, nó hơi ngược cái chỗ này. Và hình như là cũng có tráo thứ tự dòng đúng không em? Hồi nãy chỗ này 1053 là ở cái dòng thứ nhất, mà bây giờ nó xuống đây là dòng thứ hai. Như vậy hình như là có cái sự thay đổi giữa hai cái cột 1, cột 2, và có sự thay đổi giữa hai cái dòng 1, dòng 2 với nhau. Vậy thì bây giờ bắt đầu làm như thế này. À, từ định thức B này nè, tôi đổi chỗ cột 1, cột 2 cho nhau. Thì khi đổi như vậy, nó phải đổi dấu. Đây, tính chất 3. Định thức đổi dấu khi mình đổi chỗ hai dòng cho nhau hoặc đổi chỗ hai cột cho nhau. Đổi dấu này, vô trừ, thấy chưa? Đây, em thấy nè, 0, 1, 2, 9 là cái cột thứ hai, bây giờ là cột 1 này. 1, 2, 4, 3 là cột 1, thành cột 2. Đổi chỗ cột 1, cột 2, có dấu trừ, phải không? Và sau khi đổi như vậy rồi, thì mình thấy là dòng thứ ba, dòng thứ tư nó giống đây rồi. Còn cái dòng 1, dòng 2 này hình như là mình tráo thứ tự một cái là nó y như nhau. Vậy thì điều đó nó gợi cho mình đổi chỗ tiếp dòng 1 với dòng 2. Thế khi mình đổi dòng dòng thì sao? Thì định thức đó nè. Định thức sẽ đổi dấu khi đổi chỗ hai dòng. Vậy nếu bây giờ mình đổi chỗ hai dòng thì có phải thêm một dấu trừ nữa là dấu trừ này mất không? À, đổi như vậy thì sao nè? Đấy,
Quách Dương trừ 2 nó bằng nhau, đổi lớn. À, như vậy em thấy rõ ràng một điều là khi vận dụng tính chất của định thức thì cái công việc của mình nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, thay vì là phải đi tính cái định thức A này rồi tính định thức B này bằng cách khai triển gì đó thì kết quả thấy giống nhau mới kết luận được bằng nhau, thì bằng cách vận dụng cách linh hoạt tính chất ta có thể chứng minh được A bằng B một cách dễ dàng, chỉ có 2 bước thôi. Tính chất thứ tư, định thức của một ma trận tam giác. Tam giác này là tam giác trên cũng được, tam giác dưới cũng được. Và định thức của ma trận chéo thì nó bằng tích các phần tử nằm trên đường chéo chính. Ví dụ đây là định thức. Định thức này là định thức của ma trận gì nè? Em còn nhớ không? Đây, có phải đây là định thức của ma trận tam giác dưới không? Bởi vì các phần tử nằm phía trên của đường chéo chính nó bằng không. Đây rõ ràng là định thức của ma trận tam giác dưới. Thì theo tính chất 4, định thức này bằng gì nè? Bằng tích các phần tử nằm trên đường chéo chính, tức là đâu? 1 x 2 x 3 x 0. Kết quả bằng 0, rất nhanh, không cần khai triển thành tổng 4 số hạng. Lấy một ví dụ khác cho em xem nha. Đây, định thức này, định thức cấp 4 này, nếu làm bình thường phải khai triển thành tổng của 4 số hạng. Thế bây giờ, định thức này có gì đặc biệt không? Em xem nè, có phải là định thức của ma trận tam giác, ma trận chéo gì không? Thì nhìn vào đây rõ ràng là không phải chéo rồi. À, nhưng mà nó gần giống định thức của ma trận tam giác. Nếu như em thấy nè, hai con số 43 này là một biến thành số 0 dùng mình một cái đó, thì lúc đó định thức này trở thành định thức tam giác trên. Đúng chưa? À, phải chi mà số 4 này là số 0 nè, số 3 này cũng là số 0 nè. À, thì quá tốt cho mình. Thế ở đây mình thấy là cái cột thứ tư này nó có hai phần tử là số 0 đấy. Vậy nó gợi ý cho mình là mình nên đổi cái cột thứ hai và cột thứ tư cho nhau xem. Rồi, đổi cột 2 với cột 4 cho nhau. Đổi như vậy thì sao? Định thức đổi dấu. À, tính chất 3 vừa rồi mới học. Đổi chỗ hai cột thì định thức phải đổi dấu, có dấu trừ. Rồi, đổi như vậy nè. Ta giữ nguyên cột 1 với cột 3 đây. À, đổi cái cột thứ hai nè, 5143 nè, thành cột thứ tư. Đổi cái cột thứ tư thành cột thứ hai. Đó, có phải là sau khi ta đổi như vậy, đó, ta được đây là định thức của ma trận tam giác trên không? Là các phần tử nằm phía dưới đường chéo chính bằng không. Nhưng mà tính chất 4 nói rằng là định thức của ma trận tam giác trên, tam giác dưới gì cũng vậy. À, định thức nó sẽ bằng tích các phần tử nằm phía trên đường chéo chính. À, trừ đây nè, 1 x 3 x 2 x 3 trừ 18. Ta tính rất nhanh cái định thức này. Ta lấy một ví dụ khác. Chứng minh phương trình fx bằng 0 có nghiệm fx đây. Thế bây giờ các em xem cái fx trên bảng ha. Nếu mình khai triển fx này ra, có phải là mình được một đa thức không? Rồi, đa thức bậc mấy? À, thì đó là đa thức bậc 4. Nhưng mà chuyện đó cũng chưa quan trọng lắm. Cái quan trọng nó là một đa thức. Fx là một đa thức. Thế cái phương trình fx bằng 0 có nghiệm. Muốn chứng minh điều này thì hoặc là em khai triển cái này ra, em có fx này nè bằng bao nhiêu x. Sau đó em cho fx bằng 0 em giải. Thế khi mình giải cái phương trình này thì mình đụng đến một cái phương trình bậc cao rồi. À, có thể là sẽ gặp khó khăn đây. Cái phương trình mà cỡ bậc 3 trở lên là đã giải khó rồi nếu nó không đặc biệt. Đúng không em? Mà cái này bậc có thể là cao hơn 3 rồi đây. Thế bây giờ không giải cụ thể, có cách nào để chứng minh phương trình này có nghiệm không? Thế ta nhớ lại. À, thời phổ thông đó. À, chúng ta có một cái định lý giúp mình giải quyết cái chuyện này. Ta không cần giải cái phương trình, ta có thể chứng minh được cái phương trình đó có nghiệm. Em nhớ định lý nào không? À, đó là định lý nêu ở trong cái tính liên tục của hàm số. À, tôi nhắc lại đây này. Định lý nói rằng là nếu hàm số f liên tục trên một khoảng AB mà fa và fb trái dấu thì cái phương trình fx bằng 0 sẽ có nghiệm thuộc khoảng AB. Đó. Thế bây giờ vận dụng định lý này cho cái bài tập
thì ta thấy hàm ép liên tục chưa? À, hàm ép là hàm đa thức mới nói xong. Thì ta biết rằng hàm đa thức thì nó liên tục trên R, cho nên nó sẽ liên tục trên tất cả mọi khoảng con của nó. Vậy vấn đề còn lại là ta phải chọn A và B sao cho F của A và F của B trái dấu nhau. Nếu làm được chuyện đó thì ta kết luận ngay phương trình đã cho có nghiệm thuộc khoảng AB. À, vậy ở đây nè, tính F A F B thì chọn A và B là số mấy là hay nhất? Bây giờ cho x bằng bao nhiêu á thì cái định thức này là tính dễ dàng nhất. Thì hồi nãy ta biết rồi, nếu mà trong cái định thức mà nó càng có nhiều cái phần tử bằng không thì việc tính toán nó càng đơn giản, đúng không em? Vậy thì điều này nó gợi ý mình nên tính F0. F0 thì chỗ này tất cả cái chữ x này là số 0 này. À, ta tính F0. Khi em thấy số 0 vào trong đây thì ta được cái kết quả như thế này. Thế x bằng 0, chỗ này là 1, chỗ này là 0, chỗ này là 0, chỗ này là 0, đúng chưa? X là 0 trừ 1 1 0 0. Đây rồi. X bằng 0 trừ 1 trừ 1 trừ 1 0. Nó đây. X bằng 0, à, dòng cuối cùng là trừ 1 trừ 1 0 trừ 1. Định thức này tính dễ không? Quá dễ. Đây là định thức của ma trận tam giác dưới. Mình mới học. Định thức của ma trận tam giác dưới bằng gì? Bằng tích các phân tử nằm trên đường giới chính, lấy 1 nhân 1 nhân trừ 1 nhân trừ 1, ta có ngay kết quả F0 là 1. Như vậy là mình đã chọn được một con số ha. Số này là số A đó, A bằng 0. Thì F của A là 1 rồi, là số dương rồi. Vậy nếu như mình chọn được một cái số B nào đó, cụ thể nào đó, mà F của B mà ra âm giùm mình hay là quá tốt, đúng không em? À, thế bây giờ cái số thứ hai mình cần chọn như thế nào? Thì em cũng phải chọn làm sao mà khi em thế nó trong chữ x á, thì cái định thức của mình nó có chứa nhiều số hạng bằng không chừng nào thì càng tốt chừng đó. À, ta thử xem nha. Đây là fx nè. Thế nhìn kỹ cái định thức này ta thấy nè, em thấy nè. Trong cái định thức này nè, cái phần tử x trừ 1, x trừ 1, x trừ 1, x trừ 1 xuất hiện rất nhiều, đúng chưa? Vậy thì nếu như mình chọn làm sao mà cho x trừ 1 này nó bằng không một cái đó, thì định thức của mình tính toán rất là dễ dàng. Điều đó nó gợi ý mình tính F1. F1 thế x bằng 1 phải không? Đây, nè, thế x bằng 1. 2 nè, 1, 1, 1. Đây, x là 1, đây là 0 nè. Đây là 2, đây là 1, đây là 1. Đúng chưa? Đây, dòng thứ hai. Dòng thứ ba, x là 1, 0, 0, 0, 1. Nó đây. Đây. Sau khi thế như vậy rồi, để tính định thức này ta làm sao? Tôi đổi chỗ hai cột cho nhau. Thì đổi chỗ hai cột thì em thấy nó sao nè? Đây là định thức của ma trận tam giác trên. Mà hồi nãy mình học là định thức của ma trận tam giác trên thì bằng tích các phân tử nằm phía trên đường dấu chính, có đúng không nè? Và khi mình đổi chỗ hai cột thì đương nhiên nó phải xuất hiện dấu trừ. Vậy thì kết quả cái F1 này nó là bao nhiêu? Phải trừ 4 không? Nè, 2 nhân 2 nhân 1 nhân 1 có dấu trừ thành trừ 4. À, ta tính F1 bằng trừ 4. Thế vừa rồi nhắc lại nè, F0 là bao nhiêu? Là 1, đúng chưa nè? À, cái hàm F liên tục trên R như vậy sẽ liên tục trên cái khoảng 0, 1. Mà F0 và F1 nó trái dấu nhau. Như vậy đủ để kết luận rằng phương trình Fx bằng 0 có nghiệm thuộc khoảng 0, 1. Em thấy là kết hợp giữa cái tính chất của định thức, đây là một cái kiến thức của lớp 11. Và kiến thức này cũng sẽ được nhắc lại đầu năm thứ nhất của các em đó. Thì mình làm bài toán này một cách khá dễ dàng. Ta xem tính chất thứ năm. Tính chất thứ năm nói rằng là nếu nhân một số k cho một dòng hoặc cho một cột của định thức thì định thức mới bằng k lần định thức cũ. Em lấy một con số em nhân với một dòng nào đó, một dòng nào đó, chỉ một dòng thôi của định thức, lập tức định thức mới nó bằng k lần định thức cũ nhân với cột cũng vậy. Điều đó nói lên rằng nhân tử chung của một dòng hoặc của một cột của định thức thì có thể đưa ra ngoài dấu định thức. Ví dụ thế này này. Định thức này dòng thứ hai nó có nhân tử chung là 2. À, thì nhân tử chung là 2 này có thể đưa ra ngoài dấu định thức. Em đưa nó ra ngoài. Đưa số 2 ra ngoài, cái này còn lại là 1 4 1 1. Đó, đưa nhân tử chung của một dòng ra ngoài dấu định thức. Thế em thích em nhân nó vô lại.
nhân vô lại thì chỗ này sẽ là 28 22. Nhưng nếu em không thích nhân số 2 này trở lại cái dòng thứ hai thì em có thể nhân số 2 này nè với một dòng nào đó của định thức cũng được, một dòng thôi nha, hoặc nhân với một cột nào đó của định thức. Ví dụ mình nhân số 2 này không nhân trở lại dòng thứ hai, và ví dụ như là mình để mình nhân cho nó với lại cái cột thứ hai đi, thì cái này là 2820 đấy, 2820. Nhân tử chung của một dòng hoặc một cột có thể đưa ra ngoài dấu định thức. Lấy ví dụ này, tính tỷ số hai định thức sau đây, định thức thứ nhất, định thức thứ hai, tức là ta xem thử là D1 chia 2 là bao nhiêu, hoặc là D2 chia D1 là bao nhiêu đấy. Thế bây giờ nhận xét là hai cái định thức này nè có gì đặc biệt không, có mối quan hệ gì với nhau không nè. Em thấy nè, dòng thứ nhất của chúng đây là 1410, đây là 2820. Dòng thứ nhất của D2 gấp đôi dòng thứ nhất của D1. Có gì đặc biệt nữa không? Đây, cột thứ tư của D1 và cột thứ tư của D2. Có phải là cột thứ tư của D2 gấp 3 lần cột thứ tư của D1 không? Điều đó là gợi ý cho mình này. D2 bằng, bây giờ rút cái nhân tử chung 2 ở dòng thứ nhất này ra nè, thì ta được nè, đây 2 rút ra rồi thì còn lại 1410. Bây giờ tiếp tục rút nhân tử chung của cái cột thứ tư này ra, tức là lôi số 3 ra, lôi số 3 ra thì sao nè, thì lôi số 3 ra trở lại thành số 6. Và lúc đó cái định thức này nè nó giống định thức D1. Vậy thì ta kết luận là D2 bằng 6D1. Vậy thì đến đây dễ dàng dàng rồi, lập tỷ số ra thì ta có D2 chia D1 bằng 6. Bài toán giải quyết xong, khá dễ nhàng. Ví dụ tiếp theo, chứng minh rằng định thức của ma trận KAN thì bằng K mũ N nhân với định thức A. Cái này ta đóng khung lại và xem cái kết quả này như là một cái điều có thể áp dụng, không cần chứng minh lại ha. Thì việc chứng minh cái đẳng thức này dễ dàng thôi. Em cứ viết A ra nè. KA. Viết A ra, viết cái ma trận KA ra. Mình nhìn vào đây là mình thấy ngay kết quả. Tại sao vậy? K nhân A thì mình học từ cái tuần lễ đầu tiên á, khi lấy một số nhân với một ma trận thì ta lấy số đó nhân với tất cả các cái dòng của ma trận, nhân tất cả các phần tử của ma trận này. Ở đây xin lưu ý các em một điều rằng là vừa rồi với chúng ta nhân một số với lại một định thức á, thì chúng ta chỉ nhân số đó với gì nè, một dòng của định thức, hoặc nhân với một cột của định thức, chỉ một mà thôi. Nhưng mà ma trận thì nhân một số một ma trận thì nhân số đó với tất cả các dòng của ma trận, như tất cả các phần tử của ma trận đều được nhân cho K. Và nhìn vào đây em thấy, ví dụ dòng thứ nhất mình lôi nhân tử chung là K ra nè, thì mình được K đúng không nè, và nó còn lại là A11, A12, A1N là trở thành dòng thứ nhất của A nè. Tiếp tục lôi nhân tử chung của dòng thứ hai là K ra, thì nó trở thành là A21, A22, A2N nè, và mình được K bình phương rồi. Và mình lôi bao nhiêu cái số K ra vậy? Ở đây nó có bao nhiêu dòng? N dòng. Như vậy mình có được tất cả là K nhân K nhân K N lần. Như vậy có phải là cái định thức này chính là K mũ N định thức của A không? Đó. Nhìn vào đây là thấy là kết quả rồi. Và kết quả này chúng ta sẽ còn dùng nữa. Đây là một cái kết quả đáng nhớ. Ví dụ nè, tôi cho một cái ví dụ để em có thể vận dụng cái kết quả vừa rồi đó. Cho A là một ma trận vuông cấp 3 có định thức bằng trừ 2. Hỏi như vậy định thức của cái ma trận 4A bằng bao nhiêu? Thì đây là bài toán rất đơn giản. Đây là kết quả vừa rồi nè. Định thức 4A thì đây K bao nhiêu? K là 4 nè. K là 4. N là bao nhiêu? Thì N là cấp của cái ma trận A. Thì ở đây họ cho cấp ma trận A là cấp 3. Như vậy có phải là theo công thức ở trên ta có định thức 4A bằng nè, 4 là K nè, mũ N là mũ 3 nè, cấp của A đó, nhưng với định thức A không? Rồi. Mà 4 mũ 3 nhưng với định thức A có phải là bằng 4 mũ 3 nhân trừ 2? Đây, định thức của A là trừ 2. Tính toán thế ngay, trừ 128.
nó đến tính chất tiếp theo, tính chất số 6. Định thức của ma trận tích thì bằng tích của hai định thức. À, định thức A nhân B thì bằng định thức của A nhân định thức của B. Ta thử làm một bài toán vận dụng cái tính chất này nha. Các em nhìn lên màn hình. Chứng minh rằng không tồn tại ma trận X thỏa A nhân X bằng B với A là ma trận này và B là ma trận này. Thế bây giờ nếu như mà giải theo cái kiểu tích của hai ma trận giống như mình học từ tuần đầu tiên á, thì ta phải lập luận như thế này nè. À, đầu tiên ta coi X này nè, à, muốn thỏa mãn cái tích hai ma trận như vậy thì X này phải có cấp là bao nhiêu nè. Thì ở đây A là ma trận vuông cấp 4, B là ma trận vuông cấp 4. Như vậy rõ ràng X phải là một cái ma trận vuông cấp 4. Mà nếu như vậy thì X nó có bao nhiêu phần tử? Nó có tất cả là 16 phần tử. À, giống như số phần tử của A và B vậy đó, 16 phần tử. Và như vậy thì mình phải chuyển cái phương trình này nè thành ra một cái hệ phương trình mà có tất cả là 16 ẩn để giải. Cái việc làm nó quá khó khăn. Vậy thì có cách nào để làm cho nó gọn hơn hay không? Ta áp dụng tính chất 6 này, ta sẽ giải toán này rất là đẹp. Các em xem. Ma trận B có gì đặc biệt? À, nó là một cái ma trận tam giác dưới vì các phần tử nằm phía trên đường giao chính bằng 0. Như vậy ta tính ngay được định thức của B tích các phần tử nằm phía trên đường giao chính là 1 x 1 x 5 x 1 đó là số 5. Nào. Bây giờ định thức của A, tính định thức của A. Bây giờ mình khai triển định thức của A theo cái cột thức thứ ba, nó ra tổng 4 số hạng. Ở đây mình thấy là A23 bằng 0 nè, A33 bằng 0 nè, rồi A43 bằng 0 luôn, đúng chưa? Như vậy nó chỉ còn là cái số hạng này mà thôi. A13 là 4 rồi, nhân với trừ 1 mũ 1 cộng 3 nhân với D13 định thức này. Và định thức này vì cột thứ 2 và cột thứ 3 bằng nhau cho nên định thức này bằng 0. À, mà det A bằng 0 thì theo định lý vừa rồi, det A x thì bằng det A nhân det x, mà det A bằng 0, như vậy là kết quả này det A nhân x bằng 0. À, trong khi đó det B thì bằng 5. Như vậy rõ ràng là sao? Det A nhân x khác det B